Chào bạn, sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì cuối cùng cái trò chơi Pokemon Go, một trong những cái game đầu tiên của hãng Nintendo đem lên cái nền tảng di động đã được chính thức phát hành cho chúng ta. Thì bây giờ rất là may mắn là mình đã được nhanh chóng tải về cái game này và mình đang đi phiêu lưu tới Đà Nẵng. Thì bây giờ mình sẽ nói sơ qua về cái giao diện cũng như là những cái tính năng của game, sau đó thì mình mời các bạn đi bắt Pokemon với mình. Về cơ bản thì cái trò chơi này nó sử dụng cái tín hiệu GPS để nó biến cái thế giới ngoài đời thật trở thành một cái bản đồ rất là rộng lớn ở trong game, và cái vị trí của người dùng ở trong không gian ngoài đời thật cũng giống như là ở trong game đó. Thì các bạn có thể thấy là ở trong đây chúng ta sẽ có một cái bản đồ đó, thì ở đây chúng ta sẽ có một cái vòng xoay và một cái con đường hai chiều đó. Thì như các bạn có thể thấy thì điện thoại lên đó, thì như các bạn có thể thấy thì ở ngoài đời thật thì chúng ta cũng có một cái vòng xoay ở trên, và ở trước mặt mình cũng là một cái con đường giống như trong game vậy đó. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi. Giờ mình đang ở trên đường đi lên cái đỉnh bàn cờ ở bán đảo Sơn Trà. Thì trong quá trình đi thì bỗng nhiên là cái điện thoại mình nó rung lên, và mình phát hiện ra là ở gần cái vị trí của mình có một con Pokemon đó. Thì bây giờ mình sẽ bắt thử cái con Pokemon này cho bạn xem đó. Thì muốn bắt thì chúng ta sẽ chạm vào nó như thế này đó, thì nó sẽ hiện ra, và ngay lập tức thì cái camera sau của cái máy mình nó sẽ được kích hoạt lên đó. Thì sẽ có một cái con Pokemon nó nằm ở trong cái môi trường như thế này, thì ở trong nó cũng không có được thực tế lắm. Tuy nhiên thì bây giờ mình sẽ bắt nó cho bạn xem đó. Thì ở đây sẽ có một cái quả bóng đó, thì chúng ta sẽ di chuyển nó và chúng ta ném về phía cái con Pokemon này đó. Rồi làm lại hụt rồi, thấy chưa. Thì chúng ta phải dùng cái thao tác vuốt làm sao mà cho nó đủ cái lực ném để mà có thể bắt được chính xác con Pokemon đó đó. Thì ngay cái lúc đó bắt đầu là cái quả bóng nó sẽ được kích hoạt để con Pokemon xem nó nằm trong này, rồi chúng ta đợi xem chúng ta có bắt được. Rồi thành công đó, cuối cùng để bắt được. Thì sau khi bắt được cái con Pokemon này xong thì chúng ta sẽ nhận được những cái điểm kinh nghiệm, rồi sau đó là chúng ta sẽ có được thêm những cái vật phẩm gì đó, và tất nhiên là cái thông tin của con Pokemon này sẽ được lưu trữ ở trong Pokédex, như là cái trọng lượng của nó, cân nặng của nó, đồ này nọ, cái máu của nó, đồ này nọ luôn các kiểu. Trên cái quá trình mình đi từ Đà Nẵng đi ra tới ở cái vị trí này là sắp tới lên tới đỉnh bàn cờ, thì mình đã bắt được khoảng 10 con Pokemon. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đi bắt nữa. Chúc các bạn chơi vui vẻ.